Nhiều bạn tập võ không có quy trình, nhiều bạn là tập võ tại nhà không có hiệu quả. Các bạn dễ bị nản, bị chán và tập vài buổi là các bạn bỏ cuộc, dẫn tới nhàm chán. Và tự tập tại nhà rất khó để thành công nếu không có những cái yếu tố và có những cái bước để anh em tập luyện. Anh em phải xây dựng những cái bước để anh em tập luyện, sau đó thì anh em tạo thành thói quen thì chắc chắn là anh em sẽ tập luyện một cách hiệu quả và đạt hiệu quả cao. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái bước mà anh em tập luyện tại nhà. Cái bài đầu tiên anh em tập luyện đó, anh em không thể thiếu được phần khởi động, cực kỳ quan trọng, và khởi động. Cái phần thứ hai đó là phần chạy bộ. Đấy, phần chạy bộ là tăng cái độ bền của thể lực của các bạn. Nếu mà các bạn không gian hẹp không chạy bộ được thì các bạn nhớ là sắm cái dây về, các bạn nhảy 2 đến 3 hiệp, mỗi hiệp khoảng 2 phút rưỡi đến 3 phút. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba nữa là anh em tập luyện về tấn pháp. Cái thứ tư nữa là anh em phải tập luyện được cái phần di chuyển. Đó là những cái phần cơ bản từ tập tại nhà, là 4 cái phần đó là anh em phải tập luyện được. Sau đó mới đến phần kỹ thuật nha. Kỹ thuật thì anh em có thể là luyện môn phái này môn phái kia, kỹ thuật nó thay đổi, không có thể nào là một kiểu giống nhau được. Nhưng mà chia sẻ với mọi người 4 cái khi nãy mình vừa chia sẻ xong, đó là 4 cái điều kiện cần để chúng ta tập võ tại nhà để hiệu quả. Người nào mà ý thức được trong tập luyện thì là người đó là mới thành công được, và sau này ra cuộc sống người ta mới thành công được. Chứ còn người nào mà cứ phải nhất thiết cứ phải đến lớp và thầy phải chửi, thầy phải kèm cặp thì mới tập luyện, thì người đó là cái tính độc lập của người ta rất chi là yếu, khó mà thành công. Còn những cái người nào mà không cần nhắc nhở, không cần phải chửi bới mà vẫn tự giác làm việc thì người đó là thành công nó sẽ cao hơn. Chia sẻ với mọi người thì trong võ thuật thì nó có bao la, nó rộng lớn về các kỹ thuật. Mà các bạn để mà tập luyện được lâu dài mà không bị nản, không bị chán thì các bạn phải có cái bước tập luyện nó đúng theo giáo trình, giống như là giáo trình của một người tập luyện chuyên nghiệp. Đầu tiên là các bạn phải có cái bước tập luyện của cái giáo trình của chuyên nghiệp, thì chúng ta chỉ cần tập theo nó thành thói quen. Khi mà các bạn đã tạo được cái thói quen rồi thì các bạn sẽ tự giác là các bạn biết là đến cái giờ đó ngày đó là các bạn tập luyện, tự giác là các bạn nhớ tới giờ tập luyện là các bạn tập luyện. Và khi tập luyện xong rồi các bạn cảm thấy là người nó khỏe, nó thoải mái, người nó nhanh nhẹn hơn thì các bạn tự tin hơn, thì tự giác không ai nhắc các bạn nữa, các bạn sẽ tự các bạn sẽ làm. Nhưng mà được để đến cái giai đoạn đó thì các bạn phải trải qua cái giai đoạn đầu, và các bạn cũng phải đánh đổi mất một số những cái mà rất quan trọng đối với các bạn. Đó là anh em bạn bè hay thường xuyên rủ các bạn đi ăn nhậu thì các bạn sẽ phải hạn chế đi rất chi là nhiều. Các bạn nếu mà tham ăn, tham nhậu hay tiếc bạn, tiếc bè, các bạn tham gia vào những cuộc này cuộc kia sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn. Và cái người tập võ sợ nhất là ăn nhậu. Nó phá cơ. Nó hủy hoại cơ bắp của các bạn và thể lực của các bạn, nhất là thể lực. Khi mà các bạn nhậu xong là ngày mai nó mệt hơn người bình thường rất chi là nhiều. Nên là anh em tập võ là hạn chế uống rượu, chứ mình chưa bao giờ mình khuyên anh em là ngừng uống rượu hay là đừng có uống rượu, nhưng mà chúng ta hạn chế. Ví dụ một tháng chúng ta đang nhậu 7-8 lần thì chúng ta hạn chế xuống còn một nửa thôi, 4 lần. Thì một tháng 4 lần, thì sau đó một tháng 3 lần, một tháng 2 lần thì chúng ta giảm dần thì mới làm được. Đó là nguyên tắc của con nhà võ, là chúng ta phải biết kiềm chế. Thì trong lúc kiềm chế như thế là chúng ta học được cách là chúng ta nhịn, nhẫn, đức nhẫn đó các bạn. Đức nhẫn là rất quan trọng. Khi mà trong tập võ mà chúng ta không có đức nhẫn thì chúng ta không kiềm chế được. Chúng ta nóng tính, chúng ta sẽ dễ mà đi kiếm chuyện để đánh nhau. Và trong cái giai đoạn mới bắt đầu học võ là cái vấn đề mà đánh nhau là các bạn máu lắm, háu chiến lắm, muốn thử lắm. Nên là đi tập võ là thường thường là người ta hay cho đối kháng là như vậy. Đối kháng qua cái giai đoạn đầu. Xong cái giai đoạn đầu là bắt đầu là ngán. Ngày nào cũng ông thầy cũng bắt cặp để đối kháng, bắt đầu là thấy ngày nào cũng đánh đối kháng là bắt đầu chán nó. Khi mà các bạn ra ngoài là bạn hết hăng à. Đối kháng tầm 1 năm liên tiếp là các bạn tự nhiên là các bạn hết hăng à, cảm thấy trầm tính ngay à. Cảm thấy đối kháng cái đó, cái việc cái món đối kháng nó tôi ngán tới cổ rồi ông ạ. Bây giờ bảo đối kháng tôi ngấy rồi, tôi không muốn đối kháng nữa. Lúc đầu tôi hăng hái thôi, bây giờ chán lắm rồi. Đấy, phải đến tầm đó thì các bạn sẽ hiểu được là cái đức nhẫn nhịn và cái tính máu chiến của các bạn là nó sẽ tăng lên một level nữa.
Thì nói suông thì không thể anh em mà tập võ nói suông, anh em phải thực tế trải nghiệm thì mới hiểu được cái ý của mình nói và cách mà mình muốn chia sẻ cho anh em để anh em hiểu hơn. Cái đức nhấn là trong võ thuật là cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta mà không có cái sự kiềm chế đức nhấn thì dẫn tới là chúng ta là nóng tính lên, mà chúng ta là con nhà võ nha, con nhà võ chỉ cần nóng tính lên đánh một ai đó mà kém hơn mình thôi là mình người khác đánh giá mình đã dở rồi. Và nhất thiết cho con nhà võ như sư phụ mình dạy mình này, khi mà nhậu vào rồi, có chén rượu chén bia rồi, say rồi, đi không nổi nữa thì đánh nhau sao được. Ví dụ như bị một cái thằng mà nó gọi như là không biết võ đi, một thằng bình thường mà nó tỉnh táo, hôm đó mình say, mình va chạm với nó đánh nhau mà bị nó đấm cho thua thì cả cuộc đời mình là coi như là mang tiếng là học võ mà thua thằng này thằng kia, là không có ai tin tưởng mình nữa, không có ai nghe mình nữa. Nên là con nhà võ cần cái sự tỉnh táo đến cao độ là như vậy, chứ không phải là anh em nghĩ đơn giản, người ta sâu sắc lắm. Nên anh em hiểu được cái ý của mình thì sẽ hoàn thiện hơn, sẽ nỗ lực để các bạn hoàn thiện bản thân của các bạn hơn. Chúc cho tất cả các bạn tập luyện võ tại nhà hiệu quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.